Ngày 8 tháng 4 năm 2019, Vietinbank đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2019 và công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cùng các ông bà trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Giám đốc khối, trưởng phó các phòng ban trụ sở chính và Giám đốc các chi nhánh Vietinbank trên toàn quốc. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ cho biết, kết thúc quý 1 năm 2019, hoạt động của hệ thống Vietinbank đạt được những hiệu quả rất tích cực. Nhiều chi nhánh đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các chủ điểm thực hiện tái cơ cấu đã được cụ thể hóa thành những chủ trương, giải pháp và có những đổi mới trong công cụ điều hành đang phát huy tác dụng khá tích cực. Trong báo cáo sơ kết quý 1 năm 2019, Tổng Giám đốc Trần Minh Bình khẳng định, Vietinbank đã định hướng tập trung thúc đẩy hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững, chú trọng chất lượng và hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận toàn hàng trên cơ sở tận dụng triệt để hạn mức tăng trưởng, tối ưu hóa sử dụng vốn tự có. Hội nghị đã truyền thông và đưa ra những chỉ đạo giải pháp rất cụ thể để toàn hệ thống Vietinbank quyết tâm đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2019, tăng trưởng bền vững, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo. Cùng ngày với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ngân hàng Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hồng Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Vietinbank đã hoàn thành một số nội dung về công tác cán bộ theo đúng các quy định hiện hành. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.